game này tôi đã chơi được 2 ngày rồi. Kỹ năng siêu ngầu, thật sự chơi rất đỉnh. Với lại không cần nạp tiền, chỉ cần vượt phó bản là nhận được trang bị. Còn có tính năng tự treo máy, tự động đánh quái nhặt đồ. Có thể nói là giải phóng hoàn toàn hai tay đó. Hơn nữa xác suất xuất hiện trang bị và tốc độ tấn công đều cực nhanh. Server này ra mắt sẽ có tốc độ tấn công tối đa, thời gian hồi chiêu của toàn bộ kỹ năng bằng không, diệt quái siêu nhanh. Anh em nào hứng thú thì vào thử ngay nào. Thank you.
Thank you.
Bye.